Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Và rất lâu rồi tôi mới có cơ hội để ngồi đây và chia sẻ với các bạn một chiếc đồng hồ. Như các bạn đang thấy, tôi đang che trên tay một chiếc đồng hồ. Và hôm nay tôi sẽ đưa tới các bạn chiếc đồng hồ gì thì mời các bạn theo dõi ngay sau đây các bạn nhé. Hà Nội đón tôi bằng một cái cơn rét 15 độ C, khá là lạnh. Và cái thời tiết này tôi thấy rất thèm một cái cốc cà phê nóng, xong rồi ngồi lên dây cót chiếc đồng hồ. Và chiếc đồng hồ hôm nay đang trên tay tôi đây thì hoàn toàn là thuần lên cót tay, không một chút tự động nào cả. Và điều đó có nghĩa là bạn phải lên cót tay. Vâng, và đây như các bạn đang thấy. Vâng, đó chính là Jaeger LeCoultre. Tôi sẽ gọi tắt cái thương hiệu này là GLC. Như các bạn đã biết, trong những cái video lần trước thì tôi có review những chiếc Reverso lật mặt hay là MemoVox là có báo thức. Thì tuy nhiên bên cạnh đó thì GLC còn có một thiết kế rất là đặc biệt và thú vị, rất là phức tạp nữa. Đó chính là bộ sưu tập Dormet. Bộ sưu tập Dormet này thì đặc biệt ngay từ cách thiết kế và hoạt động, với một cơ chế cung cấp năng lượng rất là khác biệt. Tất cả những mẫu đồng hồ trong bộ sưu tập này thì đều sử dụng cái cơ chế Dual Wing với hai hộp cót. Đây, như các bạn đang thấy, đây là Dual Wing. Một cung cấp năng lượng cho tính năng chỉ giờ và một cung cấp năng lượng cho các tính năng khác. Chúng ta có hai cái kim báo năng lượng của hai hộp cót ở hai bên góc 7 giờ và 5 giờ. Tí nữa tôi sẽ đi sâu vào hai cái chức năng này hơn. Chúng ta quay lại cái chủ đề về Dual Wing. Tại sao phải như vậy? Thì trong tôi xin giải thích một cái vấn đề, đó là trong cái bộ máy cơ học, tất cả các tính năng dù đơn giản hay phức tạp thì đều được lấy năng lượng từ dây cót và sẽ tiêu tốn năng lượng cho tính năng quan trọng nhất của chiếc đồng hồ, đó chính là chỉ giờ. Việc tiêu tốn năng lượng này không chỉ làm cho thời lượng hoạt động của chiếc đồng hồ bị giảm xuống mà còn làm cho chiếc đồng hồ hoạt động thiếu chính xác. Vì vậy, GLC đã ứng dụng cái cơ chế Dual Wing để khắc phục cái điều này, với một hộp cót chỉ cấp năng lượng cho tính năng chỉ giờ bên tay trái tôi 5 giờ và một hộp cót như có cái bộ báo cót ở góc 7 giờ để cung cấp năng lượng cho những cái tính năng khác. Chiếc đồng hồ Jaeger LeCoultre Dualmeter lịch tuần trăng Gia Bảo Luxury muốn giới thiệu tới các bạn ngày hôm nay, đó là một chiếc đồng hồ khá đặc biệt, chỉ có 300 chiếc được sản xuất ra mà thôi. Đó chính là phiên bản vỏ bằng vàng champagne, được giới thiệu vào năm 2010. Đầu tiên là ngoại hình của chiếc đồng hồ này, thì chiếc đồng hồ này có sở hữu lớp vỏ bằng vàng champagne với đường kính 42mm. Bộ vỏ được hoàn thiện theo những phương thức truyền thống rất quen thuộc với mọi người. Các chi tiết như là tay càng này, tay càng, vành bezel được đánh bóng rất là cẩn thận. Tuy nhiên là riêng phần cạnh, đây như các bạn đang thấy, đó lại được đánh sước mờ, tạo cái sự tương phản rất là rõ rệt. Đấy, hai bên đó, núm chỉnh giờ được tạo rãnh khía giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác, đặt tại vị trí 3 giờ quen thuộc. Đó, như các bạn đang thấy, tôi có thể rút ra này, rất là đơn giản, chỉnh giờ đó, rất là easy, đúng không ạ? Ấn lại. Tuy nhiên là núm chỉnh giờ này không được thiết kế dạng cổ chai xoáy sâu vào thân vỏ để tăng khả năng chống nước, nhưng tôi nghĩ là 50m là đã quá đủ đối với một chiếc đồng hồ dress watch này rồi. Và ở góc 10 giờ, như các bạn đang thấy, có một nút bấm nhỏ để tinh chỉnh lịch ngày trong tháng, có thể thao tác bằng tay. Tôi sẽ bấm để cho các bạn xem. Đó, lịch bắt đầu nhảy. Rồi, đó, tiếp tục nhảy, tiếp tục nhảy. Vâng. Và một nút bấm khác dùng để tinh chỉnh lịch tuần trăng, và nó nằm ở trên này, như các bạn đang thấy. Thì để tinh chỉnh lịch tuần trăng này thì chúng ta phải có một dụng cụ chuyên dụng, đó là bút bấm tinh chỉnh lịch tuần trăng. Ngoài ra thì bạn có thể dùng tăm, những lựa chọn khác nếu như bạn không sợ đồng hồ bị xước hoặc bị hỏng. Đây là một mẫu dress watch rất là thanh lịch nhưng không kém phần phức tạp, mà tôi có thể nói là rất phức tạp ở hàng khác. Thì đương nhiên dây da là một sự lựa chọn tối ưu, đúng không ạ? Chiếc đồng hồ này thì được đi với dây da cá sấu cùng khóa, chúng ta hay gọi là khóa bướm đấy, đó, bằng vàng, rất là thanh lịch, rất là luxury, đúng không ạ? Thôi, quay trở lại với mặt số, thì khi nhìn vào mặt số, chắc chắn cái chi tiết mà thu hút ánh nhìn của mọi người đầu tiên đó chính là cây kim nhỏ này. Rồi, quay với một tốc độ chóng mặt. Đây là cây kim có khả năng chỉ khoảng thời gian dưới 1 giây. Trong trường hợp này, cây kim dừng ở một khoảng ngắn là mỗi 1/6 giây. Đó. Tôi sẽ phân tích tác dụng của cái kim này ở phần dưới của video.
Mặt số của đồng hồ được thiết kế đúng với phong cách của bộ sưu tập Blumet, với mặt số giờ phút ở bên tay phải của các bạn đây. Còn những chức năng khác như là lịch tháng, lịch tuần trăng thì được sắp xếp ở bằng một đồng hồ phía bên tay trái. Phần phía dưới ở hai mặt số này được tạo ra để hiển thị thời lượng cót cho hai mặt số phía trên. Đó, như bạn đang thấy. Tôi sẽ thử vặn cót. Khi tôi vặn cót lên thì kim báo cót bên tay trái tăng lên, và khi tôi vặn cót xuống thì là phía bên tay phải. Đó, như các bạn đang thấy. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và chiêm ngưỡng lịch tuần trăng của JJ LeCoultre. Nếu như lịch mặt trăng, lịch tuần trăng của Omega có dấu chân của Bus Arrain, mặt trăng của Rolex Selenium Moonface được làm từ thiên thạch, thì mặt trăng của JJ LeCoultre được tạo nên như một bức tranh thủy mặc. Đây là cái cảm nhận riêng của tôi. Một bức tranh sơn mài rất là đẹp. Phải nói là cảm nhận là rất là đẹp và mang đầy tính chất nghệ thuật. Tuy nhiên là có một điểm mà tôi không thích, đó chính là cái cây kim màu vàng. Như bạn đang thấy đây, đó, phía bên này. Nó làm cho cái mặt số đồng hồ nó hơi rối. Trước đây thì tôi cũng đã từng review những phiên bản phổ thông của lớp vỏ vàng hồng, thì mọi người cũng có cái ý nghĩ, cũng có cái cảm nhận khác tôi, đó là thích cái kim này vì làm sao? Vì nhìn trong đồng hồ rất là phức tạp, cũng như là nó giống đỉnh cao cơ khí hơn. Đó, còn tôi thì thấy nó hơi vướng, hơi rối. Phiên bản này thì là một phiên bản limited, chỉ 300 chiếc được sản xuất. Và như các bạn đang thấy ở phía dưới cái kim rốn 1/6 giây này chính là phiên bản giới hạn. Như chiếc này của chúng ta đang là 193/300. Đó, 193, số thứ tự 193/300 chiếc. Tuy nhiên là cũng giống như Alain Gaillard thì JJ LeCoultre Blumet này tôi đặc biệt thích cái cỗ máy ở đằng sau. Đây, mời các bạn chiêm ngưỡng. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là phức tạp. Qua mặt sau của chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể quan sát được toàn bộ máy caliber 381 với hai hộp cót. Một hộp cót được khắc tên để hiển thị chức năng, đó chính là hộp cót bên trái có chữ regulator, cấp năng lượng cho lịch ngày và lịch tuần trăng. Hộp cót bên phải có chữ minute, cấp năng lượng cho tính năng chỉ giờ. Đó, như các bạn đang thấy, đây chính là hai hộp cót đó đây. Chất liệu được dùng để chế tác bộ máy này cũng rất là đặc biệt, mang một tông màu, các bạn có thể thấy là nó hơi ngả ngả vàng, chứ không phải là bạc sáng như các bạn chúng ta thường thấy. Đây là một chất liệu rất là ưa thích của một công ty đồng hồ nổi tiếng, có thể nói là nổi tiếng nhất tại Đức, làm những khuôn máy tuyệt đẹp, đó chính là Langenjohn. Do vậy cái chất liệu này cũng thường được gọi là bạc Đức. Tuy nhiên một điều thú vị đó chính là có tên gọi là bạc Đức nhưng chất liệu này lại là hợp kim của đồng, nickel và kẽm, hoàn toàn không có một chút bạc nào cả. Như tôi đã nói về phía ban đầu, bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao cái kim này lại là 1/6 giây mà không phải là 1/8 hay là 1/10. Lý do thì rất là đơn giản thôi, vì nó có liên quan đến tần số của bánh xe cân bằng. Chiếc đồng hồ này hoạt động với tần số là 21.600 nhịp trên 1 giờ, tương đương với 6 nhịp mỗi giây. Đó, các bạn có thể thấy không? 6 nhịp mỗi giây. Độ chính xác phải rất rất lớn thì cái kim này mới có thể nhảy 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong 1 giây. Đó. Mỗi một lần kim dừng thực chất là một nhịp lắc của cái bánh xe cân bằng. Phương thức hoàn thiện bộ máy này cũng đi theo cái thiết kế, những cái thiết kế hoàn thiện cổ điển. Đó, những kỹ thuật được sử dụng đã quá quen thuộc với chúng ta rồi. Tôi đã giới thiệu trong rất nhiều video trước đây. Đấy là vân sọc của Tête de Genève, vân xoáy tròn Black, vắt cạnh, ốc xanh hay là vân tròn đồng tâm, rất là đẹp. Quen thuộc nhưng không kém phần nhàm chán, bộ máy này đã khiến rất nhiều người phải đứng hình khi chiêm ngưỡng. Tôi cá chắc rằng khi các bạn lên tay, các bạn không thể nào bỏ qua cái cỗ máy đằng sau của chiếc đồng hồ này đâu. Với cái model này thì tôi sẽ thử lên tay cho các bạn xem. Đấy, như bạn có thể đánh giá được, cổ tay tôi là dạng tròn. Tôi sẽ tháo lắp ra để tôi sẽ thử lên tay ngay bây giờ chiếc đồng hồ này. Với thiết kế cổ điển và kích thước rất là ổn áp 42mm, chiếc đồng hồ này thì rất là phù hợp, tôi nghĩ là rất phù hợp với cổ tay cả người châu Á và lẫn người châu Âu.
đặc biệt là những bộ vest sang trọng thì là tuyệt vời. Với cái chiếc đồng hồ đặc biệt như này thì tôi chắc chắn rằng khi các bạn ngồi cà phê ấy, với cái thời tiết đẹp như hôm nay, lạnh, các bạn ngồi lên dây cót kể một cái câu chuyện về chiếc đồng hồ với những người bạn, không một ai có thể quên được từng chi tiết về chiếc đồng hồ này. Nó rất là cảm xúc trong một cái ngày đông giá lạnh. Phiên bản Limited 300 chiếc này thì có cái giá niêm yết của hãng là 26.500 euro, cao hơn hẳn 1.000 euro cho phiên bản phổ thông là có lớp vỏ vàng ông. Nếu như các bạn có nhu cầu mua hay sở hữu, cũng như là lên tay nghe những cái câu chuyện khác ở chiếc đồng hồ này, thì các bạn có thể qua Gia Bảo Luxury tại địa chỉ Hà Nội 5995 Đế hoặc là thành phố Hồ Chí Minh 164 Trần Hưng Đạo để chúng ta cùng ngồi làm một ly cà phê và tán gẫu về những cái câu chuyện về đồng hồ các bạn nhé.